sát Đài Loan ngày 28 tháng 6 đã bắt giữ 5 người để thẩm vấn sau vụ nổ gây hỏa hoạn kinh hoàng tại một công viên nước, khiến hơn 520 người bị thương. Các nhân chứng cho biết người bị thương nằm la liệt khắp nơi, có trường hợp bỏng tới 80% cơ thể. Theo tờ China Post, tại Đài Loan, số nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đã tăng lên 524 người, trong đó có hơn 200 trường hợp được xác định bỏng nặng. Trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 20 giờ 40 phút thứ Bảy tại một công viên nước trong khu vực quận Bali. Sau tai nạn, có 5 người bị cảnh sát tạm giữ, trong đó có lãnh đạo của công ty tổ chức sự kiện Lu Chung Chi. Người này đã được bảo lãnh tại ngoại, sau đó với số tiền 1 triệu đài tệ, hơn 32.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, cũng bị bắt còn có kỹ thuật viên Chiu Bo Min tại công ty của ông Lu. Sau khi được tại ngoại, ông Lee đã quỳ gối xin lỗi các nạn nhân và hứa nhận mọi trách nhiệm.